Theo thông tin từ Hiệp hội Thép Việt Nam VSA, tháng 9 năm 2017 vừa qua, thép xây dựng Bomina đạt sản lượng khá cao dù đang vào mùa thấp điểm. Theo VSA, tổng lượng thép xây dựng của Bomina được đưa ra thị trường trong 9 tháng đạt 750.000 tấn, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2016. Kim ngạch xuất khẩu thép xây dựng sang những thị trường khó tính như Mỹ, Canada và một số thị trường khác đạt 168.000 tấn, tăng 69% so với cùng kỳ. Và hiện Bomina đang là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường thép xây dựng tại khu vực phía Nam. Bomina là nhà sản xuất thép xây dựng đầu tiên tại Việt Nam vận hành công nghệ luyện Consteel hiện đại từ các nhà cung cấp hàng đầu ở châu Âu như SMS, Siemens, Tenova. Với đòi hỏi ngày càng cao của người dân về chất lượng thép xây dựng bền vững, đã tạo cơ hội cho việc mở rộng mạng lưới khách hàng của Bomina tập trung tại các thành phố lớn. Cái cách của chúng tôi bình chọn là riêng đối với lại các vật liệu xây dựng mà thuộc về sản phẩm của công nghiệp nặng như vậy, thì chúng tôi hỏi những chuyên gia, tức là những cái người tổng thầu, những cái người kỹ sư xây dựng, những cái người mà làm chủ nhiệm các cái công trình, thì các cái ý kiến đều cho rằng là thép Bomina là rất là ổn định về mặt chất lượng. Bên cạnh chiến lược nâng tầm chất lượng và bảo vệ môi trường, Bomina còn đồng hành cùng các chương trình xã hội mang đầy tính nhân văn như Cùng Xây Ước Mơ, Xin Chào Cuộc Sống và Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Từng thanh thép mang thương hiệu Bomina luôn gắn với lời hứa về chất lượng nhằm khẳng định sứ mệnh mạnh mẽ, thép Bomina phát triển để trường tồn.